Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe bản tin trên kênh Tiên Đóng TV. Thưa các bạn, có nhiều người hỏi ngày vía thần tài năm 2021 là ngày nào và vì sao cần mua vàng vào ngày này. Thưa các bạn, cứ đầu tháng riêng hàng năm, người dân vẫn náo nức cúng lễ thần tài và đi mua vàng cầu may. Vậy, ngày vía thần tài năm nay là ngày nào và vì sao người dân hay đi mua vàng vào ngày này? Thưa các bạn, ngày vía thần tài năm 2021 là ngày nào? Theo âm lịch, ngày mùng 10 tháng Giêng được người Việt lựa chọn làm ngày cúng thần tài đầu năm, hay còn gọi là ngày vía thần tài. Trong năm nay, năm 2021, ngày vía thần tài rơi vào chủ nhật ngày 21 tháng 2 dương lịch. Vào ngày vía thần tài, có nhiều cửa hàng, công ty, người kinh doanh buôn bán lựa chọn làm ngày đẹp để mở hàng đầu năm. Mọi người cũng đổ xô đi mua vàng để cầu mong có thật nhiều may mắn và tài lộc trong năm mới. Vậy ý nghĩa ngày vía thần tài là gì? Đối với người Việt Nam, đặc biệt là những người kinh doanh buôn bán, thì ngày vía thần tài là một ngày đặc biệt và nhiều ý nghĩa vào dịp đầu năm. Theo truyền thuyết được lưu truyền, thần tài là một vị tiên nhân chuyên cai quản tiền bạc và tài lộc. Thần tài trong một lần uống rượu say bị rơi xuống trần gian, va đầu vào đá nên không nhớ mình là ai. Ông không biết làm gì nên đành đi lang thang xin ăn khắp mọi nơi. Kỳ lạ là ông đi tới nhà nào thì nhà đó bỗng buôn bán phát đạt, khách tới đông nườm nượp. Đến một ngày, thần tài nhớ ra thân phận thực sự của mình và bay về trời. Người dân đã chọn ngày ông về trời là ngày mùng 10 tháng Giêng để tưởng nhớ vị thần may mắn và tài lộc này, hay còn gọi là ngày vía thần tài. Ngày vía thần tài nên làm gì cho may mắn và nhiều tài lộc? Theo phong tục vào ngày này, những người kinh doanh thường làm lễ để đón thần tài về công ty, địa điểm kinh doanh hoặc nơi làm việc của mình. Bàn thờ thần tài cần được lau dọn sạch sẽ, sắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp. Hãy chuẩn bị một chiếc thau nhỏ chỉ dùng để tẩy uế, dùng nước sạch có pha chút rượu hoặc nước lá bưởi để lau rửa tượng thần tài và tượng ông địa. Từ sớm ngày mùng 10 tháng Giêng nên mở rộng các cửa trong nhà, đặc biệt là cửa chính để đón tài lộc vào nhà. Sau khi thắp hương xong, muối gạo được cất đi, còn nước thì hắt từ bên ngoài vào trong nhà mình. Mục đích là tài lộc chỉ đi vào chứ không đi ra, giữ nguyên tài lộc. Người Việt cũng có thói quen trở thành phong tục, đó là đi mua vàng vào ngày lễ thần tài để lấy may. Vàng được mua vào dịp này có rất nhiều loại để cân nhắc, có thể là nhẫn vàng, vàng trang sức, vàng chỉ, vàng miếng. Hiện nay các thương hiệu vàng nổi tiếng cũng có rất nhiều sản phẩm đa dạng liên quan đến vàng ngày vía thần tài, giúp cho người mua có được sự đa dạng khi lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.